Chào các bạn. Rất hôm nay Hoàng Trầm Hauseta chúng tôi tiếp tục có điều kiện để giới thiệu cho các bạn các cái mác trà San Tuyết ở chỗ cơ sở sản xuất của bạn Dũng. Thì trong clip này tôi sẽ tập trung tôi giới thiệu tiếp một cái mác hồng trà nhưng được lên men không đến 100%. Em có thể giới thiệu chi tiết cái mác này cho mọi người đi. Vâng, em chào anh. Đây em làm một cái mẻ hồng trà được lên men là khoảng 80%. Rồi. 80% thì nó sẽ oxy hóa, nó sẽ có một cái cánh trà nó kiểu khác. Nó sẽ màu đen nhạt đây này. Đó, đây này. Đấy thì cái cánh nó sẽ dài hơn. Cánh nó sẽ dài hơn. Đây là em lên men nhẹ oxy hóa nó ít vỡ. Đây là cái quy chuẩn thu mua là một tôm hai lá đây. Cái này là một tôm hai lá. Vâng, đây là một tôm hai lá. Thế còn lúc đấy mà cái 100% là một tôm một lá. Đúng rồi. Khác nhau. Ừ. Vâng, đấy. Đấy. Cái này tại sao mà không lên men không lấy đầu vào là một tôm một lá mà phải là một tôm hai lá em? Thứ nhất là cái một tôm hai lá ấy, nó sẽ có một cái vị nục diệp nó sẽ đậm hơn. Tức là cái màu xanh của cái lá thứ hai đúng không? Vâng, mà nó sẽ đậm hơn. Ừ. Mà mình sẽ làm sao mình sẽ nên men nhẹ một chút. Nên men nhẹ để làm sao này để cái cánh trà nó oxy hóa mình sẽ để nó sẽ nên, cũng có cái đặc biệt là cái vị nội chất trà nó khác. Khác hơn một chút. Nó khác hơn khá là nhiều. Rồi. Dạ. Đây. Cái búp này. Nó giữ hình nguyên vẹn. Rồi. Một tôm hai lá. Đó. Nên là phôi đầu vào. Đấy. Anh cảm giác cái màu cái này với cái màu kia nó màu này đậm hơn à? Màu này đậm hơn. Màu này nó đen xì như kiểu than. Đây. Cái đậm hơn đấy là do cái lá thứ hai này, cái lá dưới này. Đây là chính cái lá này này. Vâng, đấy. Đúng rồi. Do cái chất diệp lục nó nhiều. Vâng. Thế nên chắc là được cái quá trình lên men thì cái màu nó bị thậm. Nó thậm hơn. Đấy. Đó. Thế còn cái màu mà trắng trắng chính là cái vùng búp. Đúng rồi. Thôi hay anh em trong từ chuyên ngành ông trà gọi là tôm ấy. Cái tôm. Đấy. Còn cái màu mà đen thậm này là do hai cái lá ở phía dưới này. Đây. Lấy cái tươi từ minh họa các bạn dễ này. Đây. Cái màu trắng ấy. Đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy màu trắng này không? Đó. Thì là chính là do cái búp trà. Thế còn cái màu khá là đen đây này. Đấy. Thì là do hai cái lá. Và cái lá dưới nó xanh hơn thì nó sẽ lên màu đen hơn. Còn cái lá ở phía trên nó sẽ màu nó sẽ không đen bằng. Đây, các bạn nhìn. Đây, ví dụ một cái nó nguyên vẹn. Rồi, tôi tìm cái nào nguyên vẹn để các bạn nhìn nó dễ. Đây. Đó. Đây các bạn hình dung được chưa? Thế về cái cảm quan khi mà mình nếm thử phôi khô, cái sản phẩm khô này em. Thì em thử tả cho mọi người cái mùi như cái vị nha. Cái mùi vị này. Ừ. Nó như một cái loại vị rong biển. Ừ. Nó khác biệt. Như cái vị này nó sẽ có một cái vị đậm ở đầu lưỡi. Ừ. Nó đậm ở đầu lưỡi mà nó sẽ vị của nó sẽ toát ra những cái bởi vì là em lên men không sâu lắm. Rồi. Cái vị nó chát không chát nhưng mà cái vị của nó sẽ ngọt ở đầu lưỡi ngọt nó vừa phải. Ừ. Độ ngọt chắc kém là lên cái men 100% đúng không? Đúng rồi. Cái vị vị của nó mà chát anh thấy vẫn còn ít. Có vị chát. Có chát, đúng rồi. Chát xong nó ngọt bởi vì em lên men nhẹ mà. Ừ. Ngọt thì giảm so với hồng trà lên 100%. Dạ. Giảm à? Vâng. Cảm giác cái cánh trà khi nếm nó khô hơn ấy. Đúng rồi. Ừ.
Nói chung cái này tả khó đấy các bạn. Nói chung là cái này là gọi là cái cảm nhận của từng người, nhưng mà về cơ bản chúng tôi chỉ tả cơ bản thôi, tại vì nhiều đến khi các bạn nếm ấy thì mỗi một ví dụ nó ở trong miệng bạn là 1 phút, 2 phút, 3 phút nó sẽ ra cái vị nó khác nhau ấy. Đúng rồi, nó không phải là ổn định từ cuối nó giống đâu. Bởi vì khi các bạn nếm ấy thì là cái tính chất trong cái trà thành phẩm khô này bắt đầu nó sẽ tan, nó quyện vào nước bọt của các bạn ấy, nó tan ra, nên làm ra là các bạn sẽ cảm nhận được. Cái này phải thực tế, chứ còn tạ thì các bạn không hình dung được. Nhưng về cơ bản gọi là nếu mà đi thử cái phẩm trà khô thì các bạn sẽ cảm nhận như vậy. Cái si này thì tôi sẽ làm đủ 6 cái phẩm trà, cái mác trà khô của nhà bạn Dũng để cho các bạn trực quan. Có nghĩa là từ đầu đến giờ tôi giới thiệu cho các bạn là 3 cái mác trà nha. Trà bạch trà thì làm từ một tôm này. Cái hồng trà lên men 100% thì là một tôm một lá này. Thế cái hồng trà mà lên men cái mác này này là tầm khoảng 80% thì là một tôm hai lá, chính là cái phôi trà này luôn. Đó, ví dụ cái phôi mà người ta hái sẽ là cái phôi như này để đem vào đổ vào cho làm ra cái dòng trà này. Nếu mà nam thì chắc là uống chắc cái phẩm trà cái mác trà này thích hơn là cái mác trà hồng trà lên men 100% nhỉ? Đúng rồi. Anh cảm giác thế. Dạ vâng. Còn cái mác trà mà lên men 100% cảm giác nó hơi đơn điệu. Đúng rồi. Hơi đơn điệu, ít vị quá. Vâng. Đấy, các bạn thấy trà San Tuyết có nhiều cái hay không? Chứ không đơn giản là nó chỉ ra được một phẩm trà đâu nha. Một mác trà đâu nha. Cái dòng mà người ta dùng để đóng bánh, bánh trà ấy, thì là cái lên men 100% hay lên men cái tầm khoảng 80% này em? Nó sẽ lên men là một nửa lên 100%. Một nửa lên 80-85%. Dạ. Tức là người ta cũng có thể là dùng cái tầm khoảng 80-85% như này để đóng bánh, đúng không? Dạ. Hoặc là dùng cái 100% như là cái mác em giới thiệu của clip trước, đúng không? Dạ, vâng. Đây cái mác này các bạn này. Đấy. Đây cái mác này là cái mác mà lên men 100% này. Thế còn cái mác mà tôi đang giới thiệu cho các bạn là lên men khoảng 80%. Em có thể giới thiệu chi tiết một chút về cái quá trình mà lên men này, thì thời gian nó chiếm mất khoảng bao lâu từ lúc mà em làm từ cái phôi trà tươi không? Cái phôi trà tươi nếu mà để mà lên men, quá trình lên men của em mất 3 ngày. 3 ngày? Dạ. Thế đấy là lên cái 80%. Vâng. Thế còn nếu mà lên men mà 100% mà em mất mấy ngày? Lên 100% thì em sẽ mất khoảng 1 tuần. Ai à? Nó phải phụ thuộc cái yếu tố. Thời tiết. Vâng, thời tiết, độ ẩm. Nhiệt độ. Vâng. Nói chung là các cái vấn đề chi tiết trong quá trình sản xuất thì tôi không tiện trao đổi, vì đó là bí quyết của bên chỗ bạn Dũng. Tôi chỉ gọi là giới thiệu qua cho các bạn một chút về cái vấn đề thời gian để triển khai một công đoạn thôi. Nếu thế thì là cái khi sản xuất cái trà mà lên men 100% này là trong 6 mác trà của em là sản xuất lâu nhất đấy nhỉ? Đúng rồi. Đây là cái nơi
và các cái thiết bị pha trà của chỗ bạn ấy. Đây là bộ dụng cụ. Cái này để làm gì em? Cái này đây nó là một cái tách trà Phú Nhĩ, trà bánh. À rồi rồi. Đó. Để từ đây là một cái du đục tách ra. Ok, để rửa cốc đúng không? Vâng. Cái này chỉ để gắp chén. Gắp chén nếu trong trường hợp vì nóng quá. Vâng, vâng. Đây là các cái ly, các kích cỡ khác nhau, ấm, tống, nên tống thủy tinh. Ok, đây về cơ bản thì tôi sẽ giới thiệu xong cho các bạn cái dòng hồng trà mà lên men khoảng 80%. Cái mác của bên chỗ cơ sở của chỗ bạn Dũng đó. À, ở đây thì anh thấy em có mấy cái hũ. Vâng. Cái hũ này là như nào? Cái hũ này là em là hũ này để trà để pha. À. À, cái hũ này là đây đang có bạch trà này. Rồi. Đấy. À, tức là cái em đựng trà đúng không? Vâng. Nắp là em đựng trà cho tiện. Đấy. Nắp nó kín tiện. Năm nỉ kiện tiện. Đây còn cái này đây. Kín hơn. Vâng, cũng đây là hồng trà. À. Rồi rồi rồi. Có nghĩa là cái này là bạn ấy để trữ nhiều này, thế còn để pha hàng ngày thì bạn ấy đong ra cái hũ này thì trà nó đỡ bị hả hơi. Đúng rồi. Đỡ bị hả hơi. Ok, thế vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn các cái đặc điểm cũng như là khi các bạn cảm quan, các bạn nhìn cũng như là các bạn nếm cái phôi khô của sản phẩm là hồng trà lên men 80%. Thế thì nếu các bạn quan tâm ấy, mà các bạn muốn trải nghiệm thì mời các bạn đến chỗ cơ sở của bạn Dũng ở chỗ xóm mới. Bản mới. À, chỗ bản mới. Bản mới xã Suối Giàng. Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thế còn nếu các bạn mở dưới Hà Nội thì mời các bạn qua chỗ showroom chúng tôi nhé. Ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Thì chỗ chúng tôi cũng sẽ, bạn Dũng bạn cũng sẽ chuyển các cái mác trà này xuống để cho các bạn thẩm nếu trong trường hợp các bạn không có điều kiện đến Yên Bái. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.